khán giả và các bạn cho một tràng pháo tay động viên câu lạc bộ khiêu vũ Thôn Trăng thể hiện vũ điệu của mình rất trẻ trung, rất đồng đều, rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời. Đơn vị Thôn Trăng là đơn vị phụ nữ và ban tổ chức sinh hoạt đơn vị phụ nữ chuẩn bị tiếp tục của mình.